để giữ vững an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giúp nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, Công an huyện Ân Thi đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những năm trước, các gian hàng hoa xuân xuất hiện tự do, tập trung nhiều tại các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an thị trấn Ân Thi đã tham mưu cho chính quyền tổ chức chợ hoa xuân tập trung tại khu vực sân vận động của huyện. Ngoài ra, Công an thị trấn thường xuyên tuyên truyền, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn. Quân số của Công an thị trấn thì chúng tôi sẽ cân phân làm 2 ca lực lượng tổ dân phòng của thị trấn, cùng kết hợp đảm bảo 24/24 lúc nào cũng có lực lượng ứng trực tại đơn vị và tuần tra trên các tuyến phố. Dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dịp Tết sẽ tăng cao. Đội Cảnh sát Giao thông huyện Ân Thi huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để phân luồng giao thông, tránh để ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm. Trọng tâm đó là xử lý các cái hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, các lỗi vi phạm về tốc độ. Đây là những nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Tổ chức các ca tuần tra kiểm soát giao thông 24/24 khép kín địa bàn, trực 100% vào đêm 30 Tết để bảo đảm cái trật tự an toàn giao thông cho người dân để đón xuân. Để đảm bảo nhân dân đón Tết an toàn, ngay từ cuối năm 2023, Công an huyện Ân Thi đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn của Ân Thi thì cơ bản nó là ổn định. Công tác đấu tranh phòng ngừa vẫn được triển khai đối với tất cả các hệ loại đối tượng, nhưng cũng sẽ tập trung vào những cái loại tội phạm vẫn thường xuyên xảy ra ở trên địa bàn. Những cái lực lượng trọng điểm ví dụ như là các đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đội điều tra cảnh sát hình sự về kinh tế ma túy môi trường, hay là đội cảnh sát giao thông, rồi đội cảnh sát quản lý hành chính. Trong một tháng trở lại đây, Công an huyện Ân Thi đã phát hiện và xử lý 40 vụ việc, trong đó có 4 vụ về trật tự xã hội, 3 vụ tàng trữ pháo nổ, 19 vụ việc liên quan đến tàng trữ và mua bán chất ma túy, 7 vụ việc về trật tự an toàn giao thông.